Đà Lạt trong mắt nhiều người là một thành phố có chút buồn, rất nên thơ và lãng mạn. Nhưng ít ai biết rằng, giống như việc thời tiết thay đổi 4 mùa trong một ngày ở Đà Lạt, thì vào mỗi thời điểm khác nhau, thành phố này lại mang một vẻ đẹp riêng. Có thể là một Đà Lạt hoàn toàn bùng nổ như thế này chẳng hạn. Bây giờ thì hãy cùng với tôi đến những trải nghiệm vô cùng mới mẻ và khác biệt. Hành trình trên cao! Không khó để bạn tìm ra địa điểm này vì cách không xa thác Datanla đã vang vọng những tiếng hét sảng khoái đầy cảm xúc của người chơi. Với hành trình trên cao, bạn có thể luyện tập chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. 1, 2, 3! Cảm giác rất là đáng sợ đứng ở trên cao chênh vênh và nhảy xuống dưới đất. Rất may là có dây bảo hiểm. Ôi, anh ơi. Cứu. Linh giờ có muốn thử không em? Có khi em cũng phải thử một cái. Có lẽ rất là khó nhưng mà vượt qua chính mình cảm giác đấy sẽ rất là tuyệt vời. Cố lên. Tôi chân tay run lẩy bẩy hết nhưng mà rất là thích anh ạ. Đây mới chỉ là thử thách đầu tiên thôi, còn cả một hành trình ở dài phía trước nữa. Ôi, em đi tiếp đi. Thế hả? Có lẽ là mình dừng ở đây thôi anh ạ. Sau một ngày trải nghiệm với những hoạt động thể thao khá là mạo hiểm nhưng cũng không kém phần kịch tính, thì tôi nghĩ rằng bạn nên dành chút thời gian của buổi chiều để nghỉ ngơi và thư giãn nhẹ nhàng ở một địa điểm cắm trại như thế này. Tôi phải công nhận đây là một địa điểm cắm trại vô cùng lãng mạn. Bạn vừa có thể ngắm mặt trời lặn, vừa có thể chuẩn bị tiệc nướng BBQ cùng với bạn bè mình. À, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ở homestay không chỉ có không gian dân dã gần gũi với thiên nhiên, mà bạn còn có thể nhờ chủ nhà chuẩn bị giúp bữa ăn hoặc tự tay vào bếp nấu nướng. Trong tiết trời se lạnh của chiều tối Đà Lạt, còn gì tuyệt vời hơn khi được sưởi ấm trong không gian vui vẻ trẻ trung với bếp lửa trại và làm quen với những người bạn mới. Thế Nguyên, đi nhóm của em là gồm những ai? Dạ, nhóm của em thì gồm em và bạn Thảo. Thế lần này đi Đà Lạt có đi thể thao mạo hiểm không? Sức khỏe cũng không cho phép, với lại thời gian nên là chỉ đi cái mà ván trượt nhanh xuống rồi tham quan cái thác. Nguyên thì thích Đà Lạt kiểu lãng mạn hay là kiểu mình thích Đà Lạt mạo hiểm? Mình đến đây có một mình thôi. Đà Lạt dịu dàng, sâu lắng khi đêm về như thế này vẫn chưa phải là điểm cuối trong hành trình cảm xúc của chúng tôi. Nếu bạn muốn trải qua cảm giác phiêu lưu, khám phá và bất ngờ sửng sốt trước vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên ở Đà Lạt, hãy cố gắng thức dậy từ 4 giờ sáng và đi cùng với một nhiếp ảnh gia như thế này. Đây là anh Trần Quý và anh sẽ đưa chúng tôi đến một địa điểm chụp hình vô cùng lý tưởng. Đây người ta gọi là đồi Đa Phú. Ở đây thì mình ngắm được toàn cảnh thành phố Đà Lạt 360 độ luôn, có thể vòng ở phía sau. Hiện tại thì bây giờ mình có thể ngắm cảnh, cảm giác, cái không khí mát mẻ, mây bay trên đỉnh núi. Rồi vào mùa sương thì nó sẽ đẹp hơn, quyến rũ hơn, thơ mộng hơn. Đẹp nhất là từ tháng 2 cho đến tháng 5. Em cảm thấy hôm nay dù là không có sương đi nhưng mà Đà Lạt vẫn rất là thơ mộng. Mà thấy hùng vĩ lắm. Có những lúc mà sương nó nhiều mà nó xuất hiện sớm, tầm 11 giờ đã có sương thì bắt đầu là 11 giờ rưỡi, thậm chí 12 giờ đêm bắt đầu mình chạy lên đỉnh núi. Đấy. Dù chỉ được ngắm sương trời Đà Lạt qua những bức hình của anh Quý thì tôi vẫn thấy hành trình cảm xúc ở Đà Lạt thực sự tuyệt vời. Còn các bạn, nếu đến Đà Lạt đúng mùa sương, hãy nhớ ghé qua đồi Đa Phú nhé.